rối loạn kinh nguyệt sau sinh, nguyên nhân và cách điều trị. Chu kỳ kinh nguyệt sau sinh có thể thay đổi về số ngày hành kinh, lượng máu kinh hoặc khoảng cách giữa các chu kỳ so với trước khi sinh. Vậy nguyên nhân là gì và cách điều trị như thế nào? Rối loạn kinh nguyệt sau sinh là khi chu kỳ kinh nguyệt sau sinh của bạn có thể gặp thay đổi so với trước. Bạn có thể gặp chu kỳ dài hơn hoặc ngắn hơn. Kinh nguyệt sau sinh ra nhiều hơn hoặc ra ít hơn. Ngoài ra, phụ nữ sau sinh còn phải đối mặt với tình trạng đau bụng kinh, dòng kinh kéo dài hay màu sắc kinh nguyệt chuyển sang màu đỏ tươi, nâu hoặc đen thẫm. Nguyên nhân rối loạn kinh nguyệt sau sinh là do quá trình mang thai khiến cơ thể phụ nữ xảy ra nhiều thay đổi. Cụ thể là do tử cung phát triển trong thai kỳ để chứa thai nhi, sau đó lại co lại sau khi sinh em bé, mặc dù nó vẫn có thể lớn hơn bình thường một chút. Lúc này, lớp lót nội mạc tử cung bị bong ra sau khi sinh, cần phải tự sửa sang lại sau sự thay đổi này. Quá trình này xảy ra mỗi lần mang thai khác nhau, vì vậy bạn có thể nhận thấy những thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt của mình sau mỗi lần sinh. Lý do khác có thể là do việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn có khả năng ức chế sự rụng trứng cũng như trì hoãn thời gian có kinh. Những phụ nữ cho con bú hoàn toàn có thể có kinh trở lại sau 6 tháng hoặc thậm chí là muộn hơn. Những phụ nữ không cho con bú có thể có kinh sau khoảng 6 tuần. Thêm vào đó, nếu trước đây bạn từng bị mất cân bằng hormone thì cũng có khả năng gặp phải hiện tượng kinh nguyệt bất thường sau sinh. Sự mất cân bằng hormone thường xảy ra trong vài tháng đầu sau sinh do cơ thể vẫn chưa phục hồi lại hoàn toàn. Chu kỳ kinh có khi không đều và ra nhiều hơn trong 3-4 tháng. Ngoài ra, áp lực chăm sóc con nhỏ khi cơ thể của người mẹ chưa thực sự phục hồi hoàn toàn khiến nhiều chị em gặp stress liên tục. Bản thân căng thẳng, có thể cáu giận, buồn chán, gây rối loạn hormone nội tiết, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản, gây rối loạn kinh nguyệt. Các cách điều trị rối loạn kinh nguyệt sau sinh thường bao gồm: xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc hợp lý, tích cực tập thể dục thể thao, đặc biệt là các bài tập yoga nhẹ nhàng để giúp tinh thần thoải mái, giảm cân sau sinh, tránh để bản thân rơi vào tình trạng căng thẳng rồi stress, giữ tâm lý thoải mái, vui vẻ, trò chuyện với con và người thân trong gia đình nhiều hơn để giúp sản phụ phòng chống bệnh trầm cảm sau sinh. Tuyệt đối không nên sử dụng thuốc tránh thai vì nó có rất nhiều tác dụng phụ có thể gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt sau khi sinh của bạn. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Bổ sung nội tiết tố estrogen trực tiếp sẽ giúp điều trị chứng rối loạn kinh nguyệt sau khi sinh nhanh hơn. Việc bổ sung nội tiết tố cho cơ thể phải đúng cách, đúng liều lượng. Vì thế, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Rối loạn kinh nguyệt sau sinh là hiện tượng sinh lý bình thường nếu chúng không đi kèm với những dấu hiệu bất thường như phụ kín có mùi hôi, ngứa ngáy khó chịu, đau sát khi quan hệ tình dục thì bạn không cần phải quá lo lắng. Khi thấy các dấu hiệu bất thường, bạn cần liên hệ với bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.